Đây anh em nhá, đầu tiên của chúng ta, nguyên tắc của chúng ta là cho con ăn là anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ làm video hướng dẫn cho cá ăn cho anh em cùng tham khảo. Đây là cái hồ của tôi nhá. Không phải giới thiệu những video trước tôi nói rồi thì mọi người đã biết diện tích cái hồ à. Đây là khu vực tôi cho nó ăn đây. Hàng ngày đây. Các bạn sơ sài thế. Ôi giời ơi. Cái này mình mới cho nên còn nhiều cái công việc nữa. Chưa được lắm. Được đấy. Đúng là đến giờ ăn các em nó đợi sẵn đây này. Đây anh em nhá, đầu tiên của chúng ta, nguyên tắc của chúng ta là cho con ăn là đầu tiên là phải có hướng gió này, với lại thời gian và địa điểm. Đây khu vực tôi chọn cho cá ăn là chỗ này nó sâu hơn các chỗ khác để các cái thức ăn thừa nó lắng xuống, bởi vì đây là hồ tự nhiên mà cho nên không có lọc. Đấy, còn hướng gió là mình phải ở đầu hướng gió để một khi mình cho cái cám xuống ấy là con cá là nó ngửi được mùi là nó sẽ đến. Nhưng mà bây giờ một khi nó đã quen đến giờ như của tôi hàng ngày này, đến giờ cho ăn này là nó tự đến rồi. Đây, bà con xem đấy, chưa có tiếng kẽn, chưa tiếng mõ của tôi, nó đã đến đầy rồi đây. Đấy, xong bắt đầu là tiếp theo nữa là chúng ta phải tập cho nó một cái thói quen. Chúng ta như tôi là tôi dùng mõ nhá bà con nhá. Còn anh em dùng cái gì hoặc là nhạc cũng được, hoặc là tiếng gọi cũng được, nhưng mà tôi ở trong cái tự nhiên nên tôi dùng cái mõ. Đây cho ăn theo những giờ nào là hợp lý? Như thường nó là con cá của tôi nó đang còn nhỏ cho nên tôi cho ăn hàng ngày của nó là cứ 2 tiếng là tôi cho ăn một lần, chia ra một ngày rất nhiều bữa trong ngày, bởi vì nó giống như trẻ con ăn dặm ấy mà. Đấy. À, thời gian đầu này thì đây là cám lúc cá sai còn nhỏ đấy nhá bà con nhá, anh em nhá. Đấy. Còn khoảng độ 1 tháng nữa là tôi sẽ đổi cái loại cám lớn hơn. Bắt đầu tôi tập cho nó ăn bằng ơi bà con, đầu tiên là tôi mõ nhá. Mõ ta để sát chỗ này để nó vọng nhá. Đấy, mõ của tôi là 3 nhịp. Các em nó chờ sẵn thế này rồi. Chúng ta cho ăn đừng có đổ một lần xuống. Cá nó không kịp ăn là nó không cái những cái viên cá mình nó chìm mất. Rồi các em lên luôn. Đến giờ ăn hàng ngày mà quen thuộc. Có nghĩa là cho ăn theo giờ cố định rồi. Giờ cố định rồi, đây là tôi có lịch sẵn rồi. Kể cả đêm khuya tôi cũng phải dậy để cho nó ăn đây. Đây là cái yêu cá thì phải chịu cá hành ấy. Đây là coi hành bà con ạ. 2 giờ sáng cũng phải dậy cho nó ăn. Rồi các em lên đây. Một khi các bác chơi vào cái món này rồi thì nó nghiền lắm. Đây như bà con thấy đây, tôi cho nó ăn nó đúng giờ rồi, đúng địa điểm rồi. Cứ có nghe tiếng mõ một cái là nó lên luôn đấy mà.
cái cá này nó thông minh lắm, bản chất của nó ấy. Nó khác cái con cá của bình thường của mình là nó như vậy đấy, cho nên người ta mới gọi là nó là thú chơi. Rồi, lên đi các em ơi. Cá thì ngày tôi mới thả là đến thời gian này là khoảng độ tầm hơn một tháng nhỉ, ngày thả là khoảng hai ngón tay này, với sai nó là chưa có sai đi. Giờ đấy bà con đây là con to nó đạt sai 20 rồi, còn bình thường cứ đổ 10 đổ lên rồi. Mà các bà con là lưu ý với anh em là lưu ý nhá, cho ăn vào cái thời tiết nó đẹp trời thì chúng ta cho ăn được, nhưng mà nếu mà trời mưa ấy thì chúng ta một là cho ăn bớt lại, hai là có thể nếu mà mưa to nữa là ta ngừng cấp hẳn thức ăn cũng được, bởi vì nó ảnh hưởng cái thời mưa là thời tiết nó biến đổi ấy, đang nắng mà mưa ấy, nên là chúng ta phải lưu ý cái đấy. Chúng ta cho nó ăn mà không hết cám ấy, nó một khi cái cám nó chìm xuống ấy, nó gây ô nhiễm thôi chứ cũng chả có cái gì đâu. Nhưng mà cái hồ của tôi là được cái ưu thế là ưu điểm là nó rộng, cái nước lại sâu, cho nên không phải bớt để suy nghĩ về vấn đề đấy. Nhưng mà cái hồ bà con hay anh em mà nó đấy là phải lưu ý cái vấn đề đấy. Theo định kỳ của tôi, cái hồ của tôi này là cứ một tháng là tôi rắc vôi một lần. Đấy, bảo đảm cái nguồn nước. Chứ không phải tự nhiên mà chúng ta buông lỏng với sự ấy của nó là nó gây cái bệnh cho cá là cũng mệt lắm. Mà cái hồ tự nhiên này một khi cá bệnh là khó chữa lắm bà con ạ. Chúng là phòng bệnh. Phòng bệnh cho cá là chủ yếu. Mọi người thấy cái hồ của tôi thế nào? Như cái tình trạng dịch như này thì ở những cái nơi như này thì là lý tưởng nhất đấy nhỉ bà con nhỉ, anh em nhỉ. Thôi cũng cầu mong cho cái dịch này nó qua đi.
Mọi người thấy cái hồ của tôi thế nào? Như cái tình trạng dịch như này thì ở những cái nơi như này thì là lý tưởng nhất đấy nhỉ, bà con này, anh em nhỉ. Thôi cũng cầu mong cho cái dịch này nó qua đi. Còn tôi khoảng độ tầm gần một tháng nay rồi, cứ ăn ở trong này suốt đấy. Đợt đấy ở bên Nhật chết mẹ rồi nhỉ. Bên Nhật thì cái thời gian đấy thì nó lại không có như này. May mà còn về kịp, tại có tiếng gọi của các bác về thì yêu của mình thì mình mới về thôi, chứ còn chính xác ở bên đấy nó nuôi nó khắc nghiệt hơn, nó yêu cầu mình tỉ mỉ hơn do cái điều kiện của mình nó chưa đủ. Kia nó lạnh hơn. Nó lạnh hơn chứ. Mùa đông ở bên kia nó đóng tuyết không? Nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà bình thường nó có cái chế độ điều hòa cái nhiệt độ nước chứ. Còn không thì mùa đông thì mình... Nhưng ở cái trong lúc nó bắt về trại chứ nuôi bên ngoài tự nhiên làm gì lấy điều hòa đó, cho nó hết. Không, nó có cái chế độ hết chứ, bây giờ nó nuôi nó có cái cách hết đấy. Cái đấy là một cái chia sẻ riêng. Sau này tôi sẽ chia sẻ cho anh em, bởi vì cái nhiệt độ nước này nó cũng là ảnh hưởng rất lớn với con cá đấy. Bình thường như con cá về mùa đông rồi này, ở bên đấy nó lại có hay, tại sao mà lại có suối nước nóng. Cái nước ở trên mặt này thì nó lạnh thật, nhưng mà ở bên Nhật ấy, nhưng mà cái nước ở bên dưới ấy, nó lại ấm. Nó lại ấm. Đúng rồi, cái trên mặt này thì nó lại, nó lạnh thì nó lạnh ở trên mặt này thôi. Nó giống như kiểu nước nguồn đấy mà. Trải đều hết khắp cái mặt này luôn. Mình dễ. Ui, con này to lắm rồi. Còn hơn đạt hơn size 20 rồi. Ồ, mình nhân tạo mình nhá. Là cái thời tiết nó giao mùa, bây giờ nó đang là mùa xuân với chuẩn bị rau giữa mùa xuân với mùa hè, với lại mưa nắng nó thất thường này này, là ta để ý những cái bệnh của con cá nha, rất dễ bị bệnh nhá, cho nên ta thường xuyên phải kiểm tra cái nguồn nước của mình nhá, cái độ pH nó lên cao quá là cũng không được đâu. Còn ở tự nhiên như tôi này thì nó lại không phải lo về vấn đề đấy, nhưng mà anh em trong nuôi ở trong cái ao của mình, ở trong cái hồ mình, hồ sân vườn hay là hồ trong nhà người ta phải để ý ấy. Cá rất dễ bị bệnh như mùa này. Còn tôi thì còn ở tự nhiên này, tôi là cũng phải có bí quyết riêng để phòng bệnh cho cá. Một tháng là tôi phải cho ăn tỏi ủ men một lần đấy. Nào làm cái video chia sẻ kinh nghiệm làm tỏi cho các bác đi. Rồi, cái đấy thì để hôm nào cho cá ăn thì tôi sẽ đến thời kỳ cho cá ăn tỏi thì tôi sẽ làm video để hướng dẫn bà con anh em nữa. Mà cái ăn tỏi này nó tốt lắm, cũng dùng được cho cả cái con cá của mình nuôi ở cá thương phẩm hàng ngày của mình luôn đấy. Có công thức sẵn luôn cho anh em luôn. Đấy là nó phòng bệnh cho cá rất tốt. Nuôi này tốt nhất là ta đừng để con cá bị bệnh, mà ta nên phòng nó trước hết. Bởi vì lúc mà con cá bị bệnh rồi thì ngay như cái tiền thuốc nó vất vả rồi, chưa nói là cái con cá bị chết nữa.
Đấy, với lại cũng là anh em là cũng lưu ý nhá, mình cho cái cá ăn cám này, này là cho cái cám nó cũng đều lượng cám của nó vừa phải nhá, để nó ăn vừa đủ hết thì thôi, đừng cho nó ăn dư. Bởi vì mình ăn nhiều bữa trong ngày cho nên con cá không sợ đói đâu. Nào lên nào em nào. Anh em muốn có cái học hỏi kinh nghiệm hoặc là để mà phòng bệnh chữa bệnh cho cá thì đăng ký kênh, với lại xem những cái video tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chữa các loại bệnh về cái cá koi, với lại cái cách phòng bệnh cho cá. Cái đấy là trước khi chơi koi là ta phải xác định được cái tư tưởng là như vậy. Trước khi bị quay hành. Đúng rồi, trước khi bị quay hành như tôi đây. Chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Các phương thuốc chữa bệnh cho cá hoặc là các loại thuốc tôi chia sẻ hết ở trên video. Với lại trên cái kênh Hòa Bình Koi Farm nhé. Kênh YouTube là Hòa Bình Koi Farm nha anh em nhé. Chào các bác nha. Xin chào tất cả các bác. Chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Đây, anh em thấy chưa? Tôi cho ăn một phát là coi như là xong, đứng dậy phát là coi như là hết thức ăn dư thừa luôn. Chả ăn bằng hết thì thôi.